Và đây là bức tranh thú hiệu cổ thứ 3, thú hiệu với chiếc cột là giá. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Gary. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục series vẽ những con vật bằng những vẽ rất là đơn giản và dễ thương. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ. Yo, và để bắt đầu bức tranh này thì mình sẽ sử dụng màu đỏ. Các bạn hãy bắt đầu cùng mình nhé. Đầu tiên này mình sẽ vẽ một hình tam giác nhọn ở chỗ này. Đúng rồi, thả xuống, thả xuống. Và luôn, hoặc một hình tam giác. Và mình sẽ vẽ một hình chữ nhật nhỏ ở bên cạnh hình tam giác. Như thế này, như thế này. Một đường chéo. Và chỗ này thì mình sẽ có một cái lỗ, chưa rồi. Hơi bị nhỏ này, nó không giải được cái lỗ. Thì đợt tiếp theo thì mình sẽ vẽ hai đường thẳng xuống như thế này. Mình sẽ nghiêng người qua để vẽ cho nó dễ. Và đường này thì mình sẽ nối dài như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ một hình tứ giác, một cái như thế này, một xuống đây, rất là dễ luôn. Và các bạn đã đoán ra được con gì chưa nào? Đó đích thị là một con hươu cọc cổ, không còn có thể đi đâu vậy nữa. Mình sẽ vẽ luôn hai cái tai, cái sừng. Rồi tiếp theo là mình sẽ vẽ cái chân. Chân thì là cũng là những hình tam giác nhỏ và dài. Đấy, và dài như thế này. Và cái móng thì là những hình tam giác nhỏ hơn. Easy luôn. Chiếc đuôi easy luôn. Nhấp mắt là một chữ U. Và mình sẽ vẽ những cái lông ở trên cổ này là bởi tiếp theo là những cái hình vuông nhỏ trên người như thế này. Các bạn có thể vẽ ở đâu tùy ý. Rồi và ta-da, chú hươu cọc cổ chúng ta đã xong rồi. Thì mình nữa cho nó đẹp. Và ta-da, chú hươu cọc cổ chúng ta đã xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đến phần tô màu. Mình sẽ sử dụng màu đỏ này để tô trước những cái ô, những cái đốm trên người chú hươu cọc cổ. Tiếp theo là sử dụng màu kem này để tô phần còn lại nha. Chơi luôn một lần. Rồi và gần như là hoàn thành. Chúng ta sẽ sử dụng màu xanh lá cây này để vẽ một ít bụi cây. Hươu cọc cổ thì ăn có thể vươn đến những cành cây ở trên cao. Và màu nâu để vẽ thân cây. Đấy.
ít màu xanh ở chỗ này nữa. Sẽ đẹp. Rồi. Và ta-da!